sung chất dinh dưỡng gì khi sốt xuất huyết để nhanh khỏi bệnh? Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành, nhất là trong mùa mưa bão, là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển. Khi bị sốt xuất huyết, ngoài việc phát hiện sớm bệnh để xử trí kịp thời, thì việc chăm sóc dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng để người bệnh nhanh khỏi. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm và chưa có vaccine phòng ngừa. Bệnh sốt xuất huyết hay gọi là sốt xuất huyết dengue là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Ở Việt Nam, bệnh lây truyền chủ yếu từ muỗi vằn. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là trẻ em và gây thành dịch. Biểu hiện nặng nhất của bệnh là hội chứng sốc dengue gây trụy tim mạch. Bệnh chưa có vaccine phòng ngừa và không có kháng sinh đặc trị. Nên bên cạnh việc chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết, phát hiện, điều trị sớm và chăm sóc dinh dưỡng là rất cần thiết. Vậy, nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cho người bệnh sốt xuất huyết là gì? Cụ thể như thế nào? Nhu cầu năng lượng và các dưỡng chất phụ thuộc vào các đặc điểm, tuổi, nhân chắc và mức độ nhiễm khuẩn của từng người bệnh. Những chất dinh dưỡng cần thiết cho người bị sốt xuất huyết bao gồm protein. Người bị sốt xuất huyết cần được cung cấp đạm, protein cao hơn bình thường, nhưng khi bị bệnh, khả năng ăn uống của người bệnh không đáp ứng được. Nên trong giai đoạn cấp thăng bằng nitơ thường âm tính, tỷ lệ protein trong khẩu phần tùy thuộc vào bệnh lý của người bệnh. Lipid và carbon hydrate là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu với người bệnh sốt xuất huyết nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ đường đơn, đường đôi, nước đường, nước trái cây và lipid thực vật cho dễ tiêu hóa, hấp thu, tránh sử dụng mỡ động vật vì gây khó tiêu. Nước là chất bổ sung đặc biệt quan trọng đối với bệnh sốt xuất huyết. Việc cung cấp kịp thời nước qua dịch truyền là cần thiết để chống sốc và khi uống được, người bệnh cần uống nhiều nước trái cây, rau quả, mật ong. Sinh tố và muối khoáng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung kẽm, canxi, vitamin C, vitamin D, vitamin E có thể là những bổ trợ hữu ích trong điều trị bệnh sốt xuất huyết trên lâm sàng, bao gồm đầu tiên là kẽm. Kẽm can dự vào cấu trúc, xúc tác và điều hòa hàng trăm enzyme có liên quan đến tổng hợp protein, tạo kháng thể, phục hồi các tổn thương mô, tạo điều kiện cho sự trưởng thành và hoạt động của tế bào lympho và sản xuất cytokine. Kẽm là một chất chống oxy hóa, có thể phá hủy các gốc tự do gây tổn thương mô. Kẽm có nhiều trong hàu, hải sản, thịt bò, cá, trứng, khoai, mỡ, ổi. Ngoài ra, canxi cùng với kẽm có vai trò ổn định màng tế bào. Khi cơ thể bị thiếu canxi, trong những trường hợp bệnh nặng sẽ tăng tính thấm của màng tế bào, kích thích các loại cơ bao gồm cơ trơn có thể gây tăng tiết dịch, gây phù. Canxi có nhiều trong trứng, tôm cua, hải sản. Vitamin A cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng sinh tế bào B và kích hoạt tế bào T, ảnh hưởng đến hoạt động của đại thực bào và tế bào tiêu diệt tự nhiên chính là vitamin A. Vitamin A có nhiều trong trứng, gan, các loại trái cây và rau có màu vàng cam như cà rốt, bí đỏ, khoai lang và rau xanh. Vitamin C cũng có tác dụng lọc các oxy phản ứng, tăng sản xuất interferon, tạo điều kiện cho các chức năng thực bào của bạch cầu, có vai trò chống oxy hóa mạnh, giúp vững bền thành mạch, rất tốt cho người bị sốt xuất huyết. Vitamin C có nhiều trong rau và trái cây tươi như cam, bưởi, chanh, cà chua, tăng cường sức đề kháng. Vitamin D. Các nghiên cứu gần đây cho thấy vitamin D giúp chống viêm và điều hòa miễn dịch. Có đến 80% lượng vitamin D được tạo ra từ tiền vitamin D dưới ánh sáng mặt trời. Bổ sung vitamin D hàng ngày hoặc hàng tuần là có lợi nhất nếu không thể tắm nắng hàng ngày do người bệnh không ra nắng được. Vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc peroxy, tăng cường chức năng miễn dịch thông qua kích hoạt enzyme và thay đổi biểu hiện gen. Vitamin E có nhiều trong hạt hướng dương, hạnh nhân, rau bina, bông cải xanh, trái bơ, bí, quả kiwi, cá hồi, tôm, dầu ô liu. Thức ăn với người bệnh sốt xuất huyết cần được chế biến thật mềm, lỏng, nhiều nước, không màu như sữa, bột, cháo, súp. Khi người bệnh khá hơn, có thể ăn cho mì, phở, hủ tiếu mềm. Các bữa ăn cần được chia nhỏ làm nhiều bữa trong ngày. Trẻ em nên chia thành 6 đến 8 bữa trên ngày, người lớn từ 4 đến 6 bữa trên ngày. Chuyển sang một vài tin tức về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Sốt xuất huyết là căn bệnh không mới, nhưng thường bị xem nhẹ về mức độ nguy hiểm. Mới đây, một cô gái 25 tuổi mắc sốt xuất huyết ở Đồng Nai, tự mua thuốc điều trị tại nhà, nhưng bệnh trở nặng và đã qua đời sau đó. Ngày 7 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai cho hay vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên con số 15. Hôm qua mùng 6 tháng 8, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 25 tuổi ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, mắc sốt xuất huyết nặng nhập viện trong tình trạng ngưng tim, sốt xuất huyết, ngày thứ tư, choáng nhiễm trùng,
nhồi máu cơ tim. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch, tim phổi trở lại nhưng huyết áp vẫn không đo được. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng bệnh nhân xấu hơn và qua đời. Người nhà cô gái cho biết cô bắt đầu phát hiện triệu chứng sốt vào ngày 2 tháng 8 nên đã tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 5 tháng 8, cô giảm sốt, khỏe hơn nhưng bị đau lưng. Ngày hôm sau, người nhà thấy cô mệt nhiều, khó thở, tím tái nên đã vội vàng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi sốt cao liên tục nhiều ngày, phát ban, đau cơ, khớp, cần phải đến khám tại cơ sở y tế, chuyên khoa để khám và điều trị, đặc biệt không được chủ quan tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho biến chứng nặng rất khó điều trị, thậm chí tử vong.